hiện diện đây có cha Tổng Mạnh Thiên, nhất là cha quản hạt của cái hạt Phú Cường, ngài Lan Du, rồi có cha Giám Đốc, rồi các cha hiện đây chung chia niềm vui cho giáo sư Toàn. Con đã thành cho tổng đoàn chúc mừng cha, vân vân được bình an mạnh khỏe. Có lẽ là mà chúng ta cũng sẽ không có chào mừng ai nhưng lớn lên chúc mừng cho các em hôm ngày hôm nay và chúng ta cùng hoàn thành bài chúc mừng. Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng, và xin chúc mừng, chúc mừng. Và đây, xin cho phép cha mới của chúng con được bày tỏ lòng tri ân tới quý cha và cộng đoàn trong ngày lễ đặc biệt ngày hôm nay. Trong lễ cha tổng đại diện, cha giám đốc chủ viện Thánh Tâm, quý cha hạ trưởng, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn Thiên Chúa, xin cho phép con vượt đến phút này để nói lên tâm tình tri ân của con. Tâm tình đầu tiên chính là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn vì muôn vàn hồng ân ngài đã tặng ban cho con, hồng ân được Thiên Chúa yêu mến, xót thương và trọn gọi. Những hồng ân ấy được thể hiện qua gia đình, qua giáo hội và đặc biệt qua việc trọn gọi con trong thánh chức linh mục. Tiếp đến, con muốn gửi lời tri ân cách đặc biệt đến cha cố Giuse Nguyễn Bác Ái. Con xin ghi nhớ tấm lòng của cha cố Giuse. Ngay từ khi con còn nhỏ, cha đã yêu thương đón nhận con vào ở trong nhà xứ để nuôi nấng, để dạy dỗ con. Cha đã yêu thương để hướng dẫn, yêu thương để cầu nguyện và yêu thương để đỡ nâng cho con rất nhiều, nhất là trong đời sống thiêng liêng để giữ nuôi hạt giống ơn gọi nơi con. Hôm nay vì sức khỏe của tuổi cao, cha cố không thể hiện diện trong thánh lễ này được, nhưng cha vẫn hướng lòng về nơi đây để tạ ơn Chúa với con. Xin Chúa ban cho cha bình an và nhiều niềm vui trong tuổi cao niên. Con cũng xin gửi lời tri ân đến cha cậu Giuse. Cha cậu đã luôn quan tâm, chỉ dẫn và chuẩn bị cho con những hành trang trong sứ vụ linh mục. Cách đặc biệt, cậu đã dành nhiều thời gian, công sức để lo cho thánh lễ tạ ơn hôm nay được diễn ra thật tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành trong sứ vụ của cậu. Kính thưa cha Đa Minh, là cha thánh sứ Quân Trạch, mặc dù cha mới về giáo xứ, nhưng cha đã luôn quan tâm hỏi thăm con qua gia đình con. Cách đặc biệt, cha đã dành nhiều thời gian, công sức để lo cho thánh lễ tạ ơn hôm nay được diễn ra tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và ban cho cha nhiều sức khỏe. Con xin cảm ơn cha Minh Sơn hạt trưởng, chánh sứ đền thánh Bắc Trạch đã yêu thương, quan tâm và nâng đỡ con trên bước đường ơn gọi. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban nhiều ơn cho cha. Con cũng xin được gửi lời tri ân đến cha Gioan hạt trưởng Lê Linh. Trong thời gian con giúp sứ, cha đã yêu thương, đồng hành, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để con được phục vụ tại giáo xứ. Và hôm nay, mặc dù xa xôi, nhưng
Cha vẫn hiện diện nơi đây để cùng với con dâng lời tạ ơn Chúa. Con xin chân thành tri ân Cha. Con cảm ơn Cha Gioan là Cha Thánh Sứ Thánh Thiện. Vì yêu thương con, Cha đã nhận lời giảng trong thánh lễ tạ ơn của con hôm nay. Con xin hết lòng tri ân Cha. Con cũng xin được gửi lời tri ân đến Cha Tổng Đại Diện, Cha Giám Đốc Chủ Viện Thánh Tâm, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ban chủ liên giáo sứ giáo họ, quý cộng đoàn, quý bà con các giáo sứ, ban kim nhạc giáo sứ Vinh Sơn, quý vị đã luôn yêu thương cầu nguyện và nâng đỡ con rất nhiều trên bước đường ơn gọi. Và ngày hôm nay quý vị đã dành thời gian quý báu để đến đây hiệp dân thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cách đặc biệt cho con. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị. Tiếp đến, con xin được gửi lời tri ân đến quý cha, quý sơ, quý hội đồng phục vụ và đoàn khách miền Nam, nơi con đã và đang giữ xứ. Mặc dù xa xôi và bận nhiều công việc, nhưng vì yêu mến con, quý vị đã hiện diện với con trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn. Cách riêng, con xin được gửi lời tri ân đến quý chức trong hội đồng phục vụ giáo xứ Quân Trạch, các ban ngành đoàn thể và tất cả bà con. Giáo xứ Quân Trạch đã luôn yêu thương, luôn cầu nguyện và luôn nâng đỡ con rất nhiều trên đất đường ơn gọi, và mấy hôm nay đã dành nhiều thời gian công sức để chuẩn bị cho thánh lễ tạ ơn hôm nay được diễn ra cách tốt đẹp nhất. Và đặc biệt, con xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con lương dân đã yêu mến gia đình con hôm nay cũng hiện diện nơi đây. Xin Chúa chúc lành cho gia đình của quý vị. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền đã yêu thương và hiện diện trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, niềm vui và thăng tiến trong công việc. Và cuối cùng, xin phép quý cha và cộng đoàn cho con có đôi lời tâm tình với những người thân yêu trong gia đình. Con xin hết lòng tri ân tất cả mọi người trong gia tộc đồi ngoài, quý thân nhân trong gia tộc họ Phạm đã bên đầu con, quý thân nhân trong gia tộc họ Trần bên ngoài của con. Mọi người luôn dành cho con và gia đình những tình cảm chân quý nhất. Đặc biệt, mọi người luôn thăm hỏi và động viên con trên bước đường ơn gọi. Và hơn hết, sự hiện diện của tất cả mọi người trong thánh lễ hôm nay chính là món quà quý giá nhất mà con và gia đình con đã nhận được, món quà của tình liên đới máu mủ ruột thịt, món quà của tình hiệp thông trong đời cầu nguyện. Con xin tri ân ông bà ngoại luôn là người đã động viên và cầu nguyện cho con từ lúc con chật chững bước đi vào an nam và đòi theo đuổi ơn gọi. Xin Chúa chúc lành cho ông bà trong tuổi cao niên. Kính thưa bố mẹ, nói về tình yêu thương bố mẹ dành cho con cũng như các anh chị thì chẳng có lời nào cho đủ, cho đúng. Bởi lẽ tình yêu thương của bố mẹ dành cho chúng con luôn được đong đầy bởi những hy sinh, những công khó, những lời cầu nguyện liên tiếp trong giờ kinh sáng tối ở nơi gia đình. Và chắc chắn con có được ngày hôm nay chính là nhờ vào tình yêu thương ấy. Xin bố mẹ tiếp tục yêu thương cầu nguyện cho con trong sứ vụ được Chúa và Giáo hội trao phó. Xin Chúa chúc lành
cho bố mẹ. Con cũng xin cảm ơn bố mẹ ở đầu, cũng là chú thím của con, đã hết lòng yêu thương, luôn dõi theo con trên bước đường ơn gọi, và đặc biệt hết lòng chuẩn bị lo cho con trong thánh lễ ngày hôm nay được hết sức là tốt đẹp. Con cũng xin, em cũng xin gửi lời tri ân đến các anh chị. Các anh chị luôn là điểm tựa, là nguồn động viên lớn nhất cho em được an tâm tu học. Và chắc chắn ở trên con đường sứ vụ linh mục của em sau này cũng thế, các anh chị vẫn luôn là người đồng hành với em. Xin Chúa chúc lành cho gia đình của các anh chị và các cháu. Kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn, những tâm tình tri ân trên đây không thể diễn tả hết được lòng biết ơn của con đối với quý vị, và chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Xin quý cha và cộng đoàn thương tình bỏ qua và tiếp tục yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ cho con trong sứ vụ mới này. Nguyện xin Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch của tình yêu, luôn đổ tràn trên quý cha và cộng đoàn tình yêu thương của Ngài. Một lần nữa, con xin hết lòng tri ân quý cha và cộng đoàn. Và để bày tỏ tấm lòng tri ân của con xin được gửi đến cha xứ Quân Trạch, Nam Minh, cha hạt trưởng Minh Sơn, cha hạt trưởng Do An, cha xứ Chánh Thiện Do An, cha cậu Du Xe, ông bà ngoại, bố mẹ và bố mẹ ở đầu của con, những bó hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn của con. That's all right.